Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất về tình hình căng thẳng tại Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết. Toàn cảnh Nga tấn công Ukraine, Mariupol bị bao vây, nhiều lính Ukraine đào tẩu. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tới Ukraine đã bước sang ngày thứ 25. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự tại đây. Về những diễn biến mới nhất trên chiến trường, tình hình chiến sự trên hướng Bắc không có nhiều thay đổi lớn về tình hình mặt trận. Thành phố Kiev vẫn bị hỏa lực của quân Nga tấn công, quân đội Nga đã phát triển tiến công sang hướng Bắc, cố gắng tiếp cận Vizkorod và chiếm giữ con đập chắn ngang sông Dnepro. Phía Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một trực thăng vũ trang K-52 ở Kiev. Trong khi đó, phía Nga tuyên bố 40 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã được các binh sĩ Nga trao tận tay người dân tại các khu tái định cư ở Kiev. Thực phẩm và các nhu yếu phẩm cơ bản đã được phân phát cho cư dân của quận Borodiansky. Về tình hình chiến sự trên hướng Đông, quân đội Nga tuyên bố đã chiếm được Uleda đang tiếp tục tiến về phía Kurakovka. Các lực lượng vũ trang Nga đã vượt sông Kazlagak, xuyên thủng tuyến phòng thủ của tiểu đoàn Aida và tiến thêm 5 km, tiến đến Saksterkoye, Novoskenka. Phía Nga tuyên bố đã chiến đấu với lực lượng cơ giới độc lập số 54 của Ukraine, đã hạ gục 30 binh sĩ, phá hủy một xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh và 4 xe việt dã của đối phương. Trong khi đó, phía dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng tuyên bố đã đánh bại một đại đội của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 53 của Ukraine hoàn toàn kiểm soát khu định cư Taramchuk và đang truy đuổi đối phương, đang rút lui. Lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng đã đến vùng ngoại ô phía bắc của thành phố Lysychansk và đang tiến hành truy kích các đối tượng của đối phương đã giải rác rút lui khỏi thành phố Rubesnoye. Ở Kharkov, tình hình vẫn không có chuyển biến lớn giao tranh vẫn tiếp tục ở phía đông thành phố nhưng kết quả chưa ngã ngũ. Tại khu vực Izium, cuộc chiến giành giật Khamenka vẫn tiếp tục. Vị trí này có tầm quan trọng quyết định đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Việc chấn giữ phần phía nam của Izum sẽ cản trở sự phát triển hiệu quả của cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga về phía Slavyansk và Bavenkovo. Phía Ukraine nhận thức rõ hậu quả của sự sụp đổ của mặt trận gần Izum và đã ném vào đây những lực lượng dự trữ mạnh nhất của họ. Về tình hình chiến sự trên hướng Nam, giao tranh vẫn diễn ra quyết liệt ở Maripol. Phía Nga tuyên bố ngày càng ghi nhận nhiều binh sĩ Ukraine đang cố gắng đào thoát dưới vỏ bọc dân thường. Giao tranh trên hướng Zaporozhye diễn ra quyết liệt. Phía quân đội chính quyền Kiev tuyên bố bắn hạ một trực thăng vũ trang K-52, cũng như hạ gục 60 quân Nga và nhiều xe bọc thép. Trên hướng Krivoi Rock cũng không có tiến triển lớn. Quân đội Nga vấp phải sự kháng cự mạnh từ phía Ukraine và đang tạm dừng để tiến hành trinh sát chiến thuật. Thành phố Mykolaiv bị bao vây phong tỏa nhưng chưa có dấu hiệu tấn công bằng bộ binh. Quân Nga tích cực sử dụng hỏa lực, tên lửa và pháo binh. Cuộc tấn công vào doanh trại lữ đoàn 79 quân đội Ukraine đã hạ gục 80 đến 200 người và 200 đến 300 người bị thương. Trên hướng Odessa, hạm đội Biển Đen vẫn đang uy hiếp thành phố. Sáu lữ đoàn được phía Ukraine triển khai chống đổ bộ. Không có hoạt động chuyển quân lớn nào từ Odessa đến Mykolaiv. Có thông tin nhiều quả thủy lôi phía Ukraine đã bị bão biển làm trôi giạt đến Romania và Bulgaria. Về thiệt hại trong bản tin cập nhật tình hình diễn biến, chiến sự mới nhất, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, tiêu tướng Igor Konashenkov cho hay, một nhân viên của cơ quan an ninh Ukraina SBU ở vùng Donetsk và Lugansk đã tự nguyện ra đầu hàng quân đội Nga. Người này khai nhận đã trực tiếp tham gia tổ chức huấn luyện các nhóm phá hoại hoạt động ở những vùng quân đội Nga đang chiếm giữ. Phía Nga tuyên bố những người được SPU tuyển dụng đều tự nguyện từ bỏ việc phá hoại và ra đầu thú sẽ được miễn trách nhiệm Ngoài ra, sĩ quan SPU gia hàng này cũng báo cáo về việc các chiến binh của tiểu đoàn Azov của Ukraine đang có âm mưu tấn công vào các cơ sở ngoại giao và nhân viên ngoại giao của Mỹ và phương Tây, sau đó đổ lỗi cho phía Nga. Mục tiêu chính của hành động khiêu kích là nhằm gia tăng sức ép buộc các nước NATO phải đưa ra vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine và cung cấp thêm vũ khí cho chính quyền Kiev. Các lực lượng không quân chiến thuật, không quân lục quân Nga đã tấn công 59 mục tiêu cơ sở quân sự của Ukraine, trong đó có 3 sở chỉ huy, 2 cơ sở lắp đặt các hệ thống phóng tên lửa hai trạm radar trong khu vực thị trấn Bongu hai kho vũ khí, tên lửa và pháo binh, cũng như 51 điểm tập trung trang thiết bị quân sự. Ở khu vực Viponzov, cách Kiev 60 km về phía bắc, máy bay không người lái Forpost của Nga đã phá hủy một đài radar ngắm mục tiêu và dẫn đường của hệ thống tên lửa phòng S-300 Ukraine. Ngoài ra, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 5 máy bay không người lái của Ukraine. Trong đó có một chiếc Bayraktar TB2 gần Malovoronskoye. Tổng cộng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã phá hủy 201 máy bay không người lái, 1443 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 147 bệ phóng tên lửa, 564 khẩu pháo giã chiến và súng cối, cũng như 1248 đơn vị xe quân sự đặc chủng của phía Ukraine. Về phía Ukraine, Bộ Tổng tham mưu của lực lượng vũ trang nước này tuyên bố đã gây thiệt hại nặng nề cho phía Nga. Mặt khác, hiện tại quân đội nước này đã bắt giữ 562 tù binh Nga. Hiện các thông tin của hai phía chưa được kiểm chứng độc lập ảnh vệ tinh mới nhất phản ánh thiệt hại ở các thành phố Na hình ảnh vệ tinh mới nhất do masa technology cung cấp cho thấy thiệt hại nặng nề mà các thành phố Na phải hứng chịu khi giao tranh ở quốc gia này bước sang tuần thứ tư hình ảnh vệ tinh mới nhất từ masa cho thấy tác động của pháo kích trong và xung quanh thủ đô kiev các cửa hàng tạp hóa nhà cửa tòa dân cư và cơ sở hạ tầng ở Hostomel, moshun ipin và các thị trấn khác ở phía tây bắc thành phố đang chịu những thiệt hại đáng kể trong những ngày gần đây, vùng ngoại ô tiền tuyến của Kiev Ipin đã chứng kiến một số cuộc giao tranh ác liệt nhất kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Những chiếc xe đã bốc cháy gần cầu sông Ipin hôm 18 tháng 3. Các cuộc tấn công của Nga và thủ đô vẫn đang đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ từ phía Ukraine khi binh lính chỉ còn cách Kiev 30 km về phía đông. Ngoài ra, Nga cũng triển khai pháo tự hành và nhiều bệ phóng tên lửa gần Berestanka, vùng Kiev. Nga được cho là đã dựng lên nhiều ụ đất xung quanh khí tài quân sự ở Ozera và sân bay Antonov, cũng như tại những ngôi làng tại Dvizhivka và Bereskaya nhằm bảo vệ các vũ khí trong cuộc pháo kích. Dòng xe đã tháo chạy khỏi Maripol được Masa ghi lại hôm 18 tháng 3. Các tổ chức cứu trợ cho biết tình hình nhân đạo ở thành phố này rất đáng lo ngại. Người dân đã trải qua nhiều ngày sống trong cảnh không có điện và không được sưởi ấm, thiếu nước sạch và thực phẩm. Các tòa nhà và cửa hàng bị cháy và sự tàn phá tại thành phố cảng Maripol Mariupol là một thành phố chiến lược đặc biệt quan trọng. Nếu nga chiếm được Mariupol, họ sẽ kết nối được khu vực do lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine chiếm đóng và bán đảo Crimea nơi sáp nhập vào năm 2014. Các tòa nhà chung cư cao tầng ở Chernihiv bị hư hại trong ảnh vệ tinh chụp hôm 18 tháng 3. Theo tin tình báo của Bộ Quốc phòng Anh, lực lượng nga đã đạt được bước tối thiểu trong tuần này. Dù vậy, các thành phố Kharkiv, Chernihiv, Sumy và Mariupol vẫn bị cô lập và hứng chịu pháo kích. Về tình hình đàm phán. Tổng thống Ukraine kêu gọi đàm phán, Nga nêu điều kiện đối thoại. Trong bài phát biểu qua video mới đây, tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine luôn đề xuất các giải pháp hòa bình, đồng thời mong muốn tham gia các cuộc đàm phán có ý nghĩa, chân thành về hòa bình an ninh và không có sự gián đoạn. Tôi muốn mọi người lắng nghe tôi bây giờ, đặc biệt là ở Moscow, đã đến lúc phải có một cuộc gặp, đã đến lúc phải đối thoại, ông Zelensky nói, đã đến lúc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và công lý cho Ukraine. Nếu không, Nga sẽ phải gánh chịu tổn thất đến mức phải mất vài thế hệ mới có thể khôi phục được, nhà lãnh đạo Ukraina tuyên bố. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraina có yêu cầu cả hai tổng thống phải ký trực tiếp hay không, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết điều đó phụ thuộc vào thể thức của văn kiện mà hai nhà lãnh đạo sẽ ký kết. Ông Peskov nói rằng phía Nga sẵn sàng làm việc với tốc độ nhanh hơn nhiều so với hiện tại, nhưng phía Ukraina không có dấu hiệu cho thấy họ có thể đẩy nhanh tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin xác nhận quá trình đàm phán vẫn đang diễn ra. Trợ lý của Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak hôm 17 tháng 3 cho biết Tổng thống Zelensky có thể gặp Tổng thống Putin trong tuần tới, nhưng chỉ với điều kiện là hiệp ước hòa bình giữa Moscow và Kiev đã sẵn sàng. Các cuộc đàm phán có thể kéo dài vài tuần hoặc thậm chí lâu hơn do một số vấn đề pháp lý không thống nhất với nhau, ông Podolyak nói thêm. Ông Podolyak cho biết các yêu cầu chính của Ukraine bao gồm lệnh ngừng bắn và rút quân và thỏa thuận chính trị liên quan đến các vùng lãnh thổ tranh chấp. Theo ông Vladimir Medensky, trợ lý của tổng thống Nga và là trưởng phái đoàn đàm phán Nga, lãnh đạo hai nước có thể gặp nhau chỉ khi chính phủ các bên phê duyệt một hiệp ước hòa bình. Tôi chỉ có thể nói rằng trước khi chúng ta đề cập đến một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, phái đoàn đàm phán của hai bên phải chuẩn bị và thống nhất về việc soạn thảo một hiệp ước. Sau đó hiệp ước phải được các ngoại trưởng và chính phủ hai nước phê duyệt, khi đó hai nước mới có thể tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh giữa hai tổng thống, ông Medensky nói. Ông Menensky hôm 16 tháng 3 tuyên bố mục tiêu của Moscow trong các cuộc đàm phán với Kiev vẫn không thay đổi. Nga mong muốn thấy một Ukraine hòa bình, tự do, trung lập và độc lập. Tổng thống Putin hôm 17 tháng 3 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và nêu những yêu cầu của Nga để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Yêu cầu đầu tiên do Tổng thống Putin đưa ra là Ukraine phải duy trì tình trạng trung lập và không xin gia nhập NATO. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng muốn Ukraine trải qua một quá trình giải giáp vũ khí. Để đảm bảo nước này không phải là mối đe dọa đối với Nga, Tổng thống bảo vệ những người nói tiếng Nga Ukraine và phi phát xít hóa Ukraine. Nga được cho là còn yêu cầu chính phủ Ukraine công nhận độc lập của các vùng lãnh thổ ly khai ở miền Đông. Moscow cũng yêu cầu Ukraine phải chính thức chấp nhận Crimea thuộc về Nga sau khi Nga sắp nhập bán đảo này vào năm 2014. Đây được xem là những vấn đề khó thương lượng đối với Ukraine. Về phản ứng giữa các bên, phương Tây lo ngại Trung Quốc hỗ trợ quân sự cho Nga. Theo trang tin Á Âu, ngày 18 tháng 3, Mỹ và các nước châu Âu đã liên tục đưa ra cảnh báo rằng sẽ áp đặt các biện pháp thương mại nhằm vào Trung Quốc nếu nước này hỗ trợ quân sự cho Nga liên quan đến xung đột tại Ukraine. Vậy đâu là lý do khiến phương Tây lại lo ngại về vấn đề này? Các chuyên gia phân tích quân sự lo ngại rằng trong nhiều thập kỷ qua, Nga là quốc gia đi đầu trong việc hỗ trợ Trung Quốc hiện đại hóa quân sự với vũ khí và công nghệ tiên tiến hiện đại. Và hiện Bắc Kinh có rất nhiều thứ mà Moscow cần khi cuộc xung đột ở Ukraine tiếp diễn. Trung Quốc cũng đã phát triển các hệ thống chẳng hạn như máy bay không người lái, trinh sát và vũ khí. Vũ khí dẫn đường và liên lạc trên chiến trường có thể giúp Nga khắc phục những vấn đề đang bị lộ ra trên mặt trận Ukraine. Nga cũng có thể cần nhiều loại vũ khí phương tiện thông thường hơn, chẳng hạn như vũ khí chống tăng, xe tải và đạn dược mà Trung Quốc có trong kho dự trữ của họ. Drew Thompson, Cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ hiện làm việc tại trường Lý Quang Diệu nhận định với hãng tin AP, Trung Quốc có thể muốn tránh bán vũ khí có giá trị cao hoặc có giá trị lớn cho Nga, khiến Bắc Kinh phải hứng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế. Theo ông Thompson, Bắc Kinh sẽ sẵn sàng cung cấp vụ tùng thay thế, đạn dược và các mặt hàng lưỡng dụng không vi phạm lệnh trừng phạt. Ví dụ, máy bay trực thăng của Nga có khả năng sử dụng pháo mồi nhử để chống lại các tên lửa tầm ngắn di động như Stinger. Trung Quốc có thể bán cho Nga một số pháo mồi nhử nếu chúng tương thích với các hệ thống của Nga. Trung Quốc cũng có thể chia sẻ thông tin tình báo và giám sát với Nga. Đầu tuần này, Mỹ nói với các đồng minh trong NATO và một số nước châu Á rằng Trung Quốc đã phát tín hiệu sẵn sàng cung cấp viện trợ quân sự và kinh tế cho Nga, điều mà cả Bắc Kinh và Moscow đều phủ nhận. Một số nhà phân tích quân sự và ngoại giao nước ngoài hoài nghi rằng Bắc Kinh không muốn bị lôi kéo trực tiếp vào cuộc xung đột. Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng một số thiết bị tiên tiến nhất của Trung Quốc không thể tích hợp dễ dàng và nhanh chóng vào các thiết bị khác của Nga, nhưng vẫn còn một số vũ khí và công nghệ của Trung Quốc có thể được sử dụng. Wayman Weisman, một nhà nghiên cứu chuyển giao vũ khí cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, lưu ý rằng trong khi các nhà khoa học quân sự Trung Quốc đã sử dụng công nghệ của Nga để phát triển vũ khí của riêng họ, thì các loại vũ khí cũ hơn như bom dẫn đường, sẽ dễ dàng lắp đặt vào máy bay Nga và các hệ thống vệ tinh Glonass có liên quan. Nguồn tin từ 5 nhà phân tích quân sự nước ngoài và ba đặc phái viên khu vực cho biết việc phương Tây liên tục đưa ra cảnh báo nhằm gây áp lực lên Trung Quốc có nghĩa là Bắc Kinh có thể phải cảnh giác với việc chuyển giao vũ khí hoặc đạn dược một cách công khai, nhưng có thể cung cấp các bộ phận hoặc trợ giúp thông tin liên lạc một cách bí mật hơn. Ba nhà ngoại giao cho biết đường biên giới dài trên bộ của Trung Quốc với Nga đồng nghĩa với việc các vụ vận chuyển khó có thể theo dõi trong khi Trung Quốc có nguồn cung tương đối dồi dào và nhiều nhà máy hoạt động hơn Nga. Tại Bắc Kinh, nhà phân tích chính trị độc lập Pu Chiang nhận định tuyên bố của các quan chức Mỹ đã nâng cao quan điểm với Bắc Kinh về thương mại quân sự với Nga. Mỹ đang gửi tối hậu thư cho Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc đưa ra quyết định, ông Hu nói với Reuters. Theo hãng tin AP, các quan chức Mỹ hôm 16 tháng 3 xác nhận rằng Trung Quốc đã gửi một tín hiệu tới Nga Bắc Kinh sẽ sẵn sàng cung cấp cả hỗ trợ quân sự cho chiến dịch của Moscow tại Ukraine và hỗ trợ tài chính để giúp ngăn chặn tác động của các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc do phương Tây áp đặt. Trong khi đó, tờ Politico ngày 18 tháng 3 dẫn lời một quan chức cấp cao EU thông báo, các nhà lãnh đạo EU có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy Trung Quốc đang xem xét hỗ trợ quân sự cho Nga cả Moscow và Bắc Kinh đều bác bỏ những cáo buộc trên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian bác bỏ thông tin đó và gọi là thông tin sai lệch của Mỹ, trong khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ quân sự và có đủ sức mạnh quân sự để thực hiện tất cả các mục tiêu của mình tại Ukraine. Về tác động kinh tế, cơ hội cho nhà thầu quốc phòng Mỹ từ xung đột Nga-Ukraine theo tờ Thời báo Á Âu, việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã gây ra những lo ngại về an ninh giữa các quốc gia ở khu vực khác nhau, khiến họ phải tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ của mình. Điều này dường như đã tạo ra cơ hội vàng cho các nhà sản xuất vũ khí Mỹ. Trên thực tế, các hợp đồng quốc phòng lớn đã được tiến hành. Ngày 15 tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho phép bán 8 máy bay trực thăng đa năng Sikorsky MH-60R Seahawk cho Tây Ban Nha, một quốc gia thuộc NATO, cùng sự hỗ trợ và thiết bị liên quan với giá 950 triệu đô la Mỹ. Tây Ban Nha đã đề nghị mua 8 trực thăng MH-60R, 20 động cơ T700GE-401C, 32 tên lửa AGM-114R Hellfire, 2 tên lửa huấn luyện Hellfire II cùng với một số thiết bị liên quan khác. MH-60R Seahawk mà Tây Ban Nha mua từ Mỹ là một máy bay trực thăng đa nhiệm được coi là trực thăng hàng hải tiên tiến nhất trên thế giới. Loại trực thăng này có khả năng tác chiến chống tàu ngầm, tác chiến mặt nước, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ giám sát, truyền tiếp thông tin liên lạc, hỗ trợ hậu cần và chuyển quân. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng các máy bay trực thăng trên sẽ tăng cường khả năng của Hải quân Tây Ban Nha và duy trì khả năng tương tác với Mỹ và NATO. Bên cạnh đó, cuộc xung đột ở Ukraine diễn ra cùng với lo ngại của phương Tây về khả năng leo thang đã khiến chi tiêu quốc phòng của các quốc gia châu Âu tăng lên. NATO tuyên bố họ sẽ không chiến đấu chống lại Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói, chúng tôi không phải là một phần của cuộc xung đột này, tuy nhiên Liên minh quân sự cam kết hỗ trợ dưới hình thức cung cấp vũ khí cho Ukraine. Song song đó, các quốc gia châu Âu đã đồng ý tăng chi tiêu quốc phòng. Đức, quốc gia cam kết phát triển hòa bình kể từ Thế chiến thứ hai, đã công bố kế hoạch chi hơn 100 tỷ đô la Mỹ cho quân đội của mình. Cao hơn gấp đôi tổng ngân sách quốc phòng năm 2021 là 47 tỷ đô la Mỹ. Hơn nữa, Đức cũng đã thông báo vào ngày 14 tháng 3 rằng họ sẽ mua 35 máy bay chiến đấu F-35A được sản xuất tại Mỹ. Đây là thương vụ mua bán vũ khí lớn đầu tiên được tiết lộ công khai kể từ khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết tăng chi tiêu quốc phòng. Ba Lan cũng cho biết tăng chi tiêu quốc phòng. Đức này cho biết dự kiến tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP từ năm 2023. Hơn nữa, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho phép bán 250 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 zv 3 Abram trị giá 6 tỷ đô la Mỹ cho Ba Lan. Ngay trước khi cuộc xung đột nổ ra, Thủ tướng Đan Mạch Mert Frederiksen nêu rõ nước này cũng tăng đáng kể ngân sách quốc phòng và tìm cách tự cung cấp nguồn khí đốt, giảm sự phụ thuộc vào Nga. Theo một thỏa thuận được ký kế kết giữa các chính đảng lớn, Đan Mạch sẽ từng bước tăng chi tiêu quân sự để đạt 2% GDP vào năm 2033, tương đương với mức tăng chi tiêu quốc phòng hàng năm khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Các diễn biến này đang mở ra những cơ hội mới cho các nhà thầu quốc phòng hàng đầu của Mỹ trong việc cung cấp vũ khí, trang thiết bị quân sự tới châu Âu. Ông Zelensky thúc giục Nga đàm phán toàn diện chấm dứt cuộc chiến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Moscow tiến hành đàm phán hòa bình ngay lập tức và thúc giục Ngân hàng Thụy Sĩ đóng băng tài sản của tài phiệt Nga. Hôm 19 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Moscow tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình toàn diện ngay lập tức, đồng thời thúc giục Thụy Sĩ mạnh tay hơn nữa với các nhà tài phiệt Nga vì ông Zelensky cho rằng những người này đang bơm tiền giúp chính phủ Nga gây chiến với nước ông hãng tin Reuters cho hay. Trong một bài phát biểu vào hôm 19 tháng 3, ông Zelensky kêu gọi Moscow tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình ngay lập tức. Ông nói, tôi muốn mọi người nghe thấy tôi bây giờ, đặc biệt ở Moscow, đã đến lúc phải họp, đã đến lúc phải nói chuyện, đã đến lúc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và công lý cho Ukraine. Nếu không, những tổn thất của Nga sẽ nhiều đến mức phải vài thế hệ sau mới có thể phục hồi được. Trước đó, tình báo Anh tin rằng Nga đã bất ngờ trước sự kháng cự của Ukraine trong chiến dịch đặc biệt và cho đến nay Nga đã không đạt được các mục tiêu ban đầu. Vài giờ sau lời kêu gọi đàm phán của ông Zelensky, Nga cho biết nước này đã lần đầu tiên sử dụng vũ khí siêu thanh trong chiến dịch quân sự Ukraine để phá hủy một kho vũ khí quân sự dưới lòng đất ở miền Tây Ukraine. Đây là tên lửa siêu thanh Kinza tối tân bay với tốc độ siêu thanh có thể tránh được sự phát hiện của hệ thống phòng thủ tên lửa. Trong một bài phát biểu khác gửi tới những người biểu tình ở thủ đô Bern, Thụy Sĩ, để phản đối chiến tranh tại Ukraine, ông Zelensky nói rằng các ngân hàng Thụy Sĩ đang giữ tiền của những người gây ra cuộc chiến này và các tài khoản của họ nên bị đóng băng. Ông cho biết các thành phố của Ukraine đang bị phá hủy theo lệnh của những người sống ở châu Âu trong các thị trấn xinh đẹp của Thụy Sĩ, những người đang hưởng thụ tài sản tại các thành phố của Thụy Sĩ. Ông kêu gọi Thụy Sĩ nên tước đi những đặc quyền này và những đối tượng trên. Thụy Sĩ vốn là một quốc gia trung lập không phải là thành viên của liên minh châu âu eu tuy nhiên sau khi nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine nước này đã tham gia với eu áp các lệnh trừng phạt lên các cá nhân và tổ chức nga bao gồm cả việc đóng băng các tài sản nga ở các ngân hàng thụy sĩ